Trước đó, sáng ngày 7 tháng 6 năm 2024, một người phụ nữ sinh năm 1960, trú tại thôn La Phẩm 2, xã Tản Hồng, nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ, tự xưng là cán bộ công an, thông báo bà đang liên quan đến một vụ án ma túy lớn, yêu cầu lấy sổ tiết kiệm đi rút và chuyển số tiền 20 triệu đồng vào số tài khoản do đối tượng cung cấp để chứng minh sự trong sạch. Do lo sợ, nạn nhân đã lấy 2 chỉ vàng mang đi bán. Trên đường đi, bà vào trụ sở công an xã Tản Hồng để trình báo. Ngay sau đó, cán bộ công an xã Tản Hồng đã xác định cuộc gọi trên là hành vi giả danh lực lượng công an nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.